Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 4, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5103, 0422, 8466. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4456. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43806, 39251, 31606, 46182, 94473, 04757, 04417. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 56433, 28154. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98317. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 55423. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 9, 7, 6, 9. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 9, 7, 6, 9.